Cụ ông 80 tuổi liều mình bắt cá sấu dài 2 mét, VN Express. Cụ ông 80 tuổi liều mình bắt cá sấu dài 2 mét. Ed Chapman, người đàn ông 80 tuổi ở quận Miami, Detroit, bang Florida, Mỹ hôm 16 tháng 4 liều mình chiến đấu với một con cá sấu hoang dã dài gần 2 mét sau khi phát hiện con vật nguy hiểm xâm nhập sân sau nhà riêng. Cụ ông đã cố gắng dùng thòng lọng để khống chế con vật trước khi gọi sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Chapman cho biết phát hiện kẻ xâm nhập vào khoảng 5 giờ chiều nhờ tiếng kêu cảnh báo của chú chó nuôi có tên Rocco. Ông liền đi lấy dụng cụ và quyết định tự mình vây bắt con vật. Nhờ kinh nghiệm đối mặt với động vật nguy hiểm, Chapman nhanh chóng siết chặt miệng cá sấu bằng dây thòng lọng. Tuy nhiên con vật hung dữ không dễ bị khuất phục. Con cá sấu liên tục dùng đuôi và chân để chống trả. Con vật cố gắng chạy trốn xuống một cái ao gần đó và tôi phải vật lộn để khống chế nó. Chapman kể lại, cụ ông sau đó đã gọi 911 để yêu cầu giúp đỡ cảnh sát quận Miami, đến cùng các nhân viên từ Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida đã nhanh chóng có mặt để bắt giữ và chuyển con cá sấu đi nơi khác. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc. Các quan chức bang Florida cho biết mùa mùa giao phối của cá sấu đang đến gần và người dân nên cảnh giác vì thời điểm này chúng thường lên bờ và dễ chạm chán với con người. Đoàn dương, theo UPI,